Còn tại Viện K, nơi nhiều người đang chống chọi với bệnh tật, bệnh viện cũng đã phát động quyên góp và hỗ trợ bệnh nhân nghèo từ vùng lũ, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách. Những căn phòng bệnh vốn đã nhiều trăn trở, nay còn mang một nỗi niềm riêng, trầm lắng hơn cả những ngày thường. Những người đàn ông, dù cứng rắn, vẫn nghe lòng đau xót khi nghĩ về tình cảnh ở quê hương, như trường hợp bệnh nhân Trần Quang Thành là thương binh đến từ tỉnh Quảng Bình. Từng nhóm người bệnh lần lượt lên phòng họp nhận quà do lãnh đạo bệnh viện ga trao tặng. Mỗi người mang một tâm trạng ưu tư. Họ nghĩ về nhà cửa, ruộng vườn đang ngập lụt hoặc bị cuốn trôi. Họ cảm động trước nghĩa cử của đội ngũ lương y áo trắng. Đừng về, để mẹ em còn ra đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Công đoàn ngành y tế cùng các ban ngành, Bệnh viện K đã phát động quyên góp, chung tay chia sẻ với đồng bào miền Trung. Theo đó, gần 2.000 cán bộ, nhân viên bệnh viện đều tích cực hưởng ứng tham gia, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. Chiều ngày 23 tháng 10, lãnh đạo bệnh viện đã trao quà cho gần 100 bệnh nhân nghèo với số tiền hỗ trợ mỗi người là 1 triệu đồng. Ngoài ra, 18 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại bão lũ nặng nề đã được hỗ trợ mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Chúng tôi cũng kết hợp với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, các y bác sĩ cũng như là tất cả các anh chị em phòng chức năng để huy động các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bệnh nhân về các cái điều kiện ăn ở, đi lại, từ những cái bữa cơm ăn hàng ngày cũng như tổ chức những cái chuyến xe yêu thương cũng như là tạo điều kiện tốt nhất, thuận tiện nhất, nhanh nhất trong quá trình điều trị. Người nhà cứ hãy yên tâm gửi gắm bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Sau khi tôi vào bệnh viện thì được các bác sĩ tập trung điều trị, trước hết tôi cũng thấy yên tâm, đã được các bác là tận tình giúp đỡ. Còn sau khi cái lụt bão đến với quê hương Quảng Bình chúng tôi á, thì tôi thấy ngày càng cái tình cảm rồi cái là tình nhân ái của các bác sĩ trong bệnh viện á, thì tôi cho là một điều quý, thì tôi cũng xin cảm ơn và thấy cũng đó là một niềm chia sẻ. Thì rất nhiều các hình ảnh của các cái chiến sĩ bộ đội đã hy sinh khi là làm cái nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đã làm cho chúng tôi hết sức là xúc động. Chúng tôi vì cái điều kiện mà chăm sóc bệnh nhân không thể vào được đến tận nơi, nhưng mà thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được gửi những cái tình cảm, những cái chia sẻ vào đồng bào miền Trung ruột thịt. Sau buổi trao quà tập thể, lãnh đạo bệnh viện K đã đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao 15 triệu đồng hỗ trợ cho bệnh nhân Đỗ Thị Oanh. Đây là một gia cảnh có cả hai vợ chồng cùng bị ung thư, mà hiện tại người chồng đang mắc kẹt trong tay ương ở quê nhà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Luôn sẻ chia bằng sự quan tâm thấu hiểu, điều đó đã trở thành nếp quen tại bệnh viện K. Được biết, hoạt động quyên góp vẫn tiếp tục diễn ra và tổng số tiền vận động được đến nay là gần 200 triệu đồng.